Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 21 tháng 10 năm 2023. Trong video sáng hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Thời tiết ở cầu Mỹ Thuận 2 sáng nay nắng rất là đẹp, trời trong xanh, mây trắng, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Sáng hôm nay thì mình thấy có rất là nhiều sự thay đổi nên là trong video này thì mình sẽ cập nhật từ từ cho quý vị khán giả biết được những cái tiến độ mới nhất ngày hôm nay nha. Sau khi hợp long nhịp chính giữa sông xong rồi thì các anh tiến hành tháo gỡ cái dàn đà giáo hợp long, thì tất cả ván khuôn và các anh đã đem lên vị trí ở trên mặt cầu rồi. Còn xe đúc của đơn vị Trung Nam có màu đỏ ở trụ tháp T16 đó thì các anh đã lùi lại đến khối dầm K14 và đang công tác cho cái quá trình hạ xe đúc xuống. Bây giờ xe đúc đã hoàn thành cái sứ mệnh, hoàn thành cái nhiệm vụ của mình rồi và các anh bắt đầu lắp những cái thanh ba lại với nhau để bắt đầu là đưa xe đúc xuống bên dưới xà lan, sẽ neo đậu gần như vị trí giữa sông của sông Tiền. Ở cái đầu của xe đúc nè, quý vị khán giả xem ngay cái chỗ mà cái cẩu đó, bắt đầu là các anh đang lắp những cái thanh ba rất là dài đưa xuống. Mỗi thanh ba như vậy là chịu được mấy trăm tấn. Thanh ba mà to nhất thì có thể là chịu được 500 tấn. Còn những cái thanh ba nhỏ nhỏ như vậy thì mỗi thanh là khoảng 200 tấn nha. Và ở đây thì mỗi bên thì có 4-5 thanh ba rất là to. Vì xe đúc này nó rất là nặng, đến 250 tấn. Nên là có những cái thanh ba chính và những thanh ba phụ để các anh đảm bảo giữ xe đúc được an toàn nhất có thể khi mà đưa xuống. Ngày hôm qua thì các anh chưa có lắp nối những cái thanh ba lại với nhau, nhưng mà sáng nay thì bắt đầu đã nối rồi. Thì có thể là trong ngày mai hoặc là ngày mốt thì các anh sẽ tiến hành hạ xe. Còn xe đúc của đơn vị trung chính ở trụ tháp T15 của bà Tiền Giang thì các anh đã lùi lại đến khối dầm K2 rồi. Khi mà đến vị trí K2 rồi thì các anh sẽ không có lùi nữa và sẽ tiến hành cho cái quá trình hạ xe đúc xuống. Thì phía bên Tiền Giang thì các anh sẽ hạ dễ hơn bên Vĩnh Long, do là các anh cặp cái xà lan ngay cái bể trụ luôn nên là xà lan nó không có bị dao động, nó sẽ thuận lợi cho cái quá trình hạ xe. Còn bên Vĩnh Long thì gần như là giữa sông luôn nên là chắc là không sẽ gặp không ít những cái khó khăn vất vả. Đây nước chảy rất là xiết ngay cái luồng của nước chảy luôn mà cả nhà. Các anh neo ba bên bốn góc chiếc xà lan. Cái thời gian hạ xe thì có thể là khoảng 2 ngày đến 3 ngày là xong. Các anh hạ cả ngày lẫn đêm. Hôm trước ở trong dịp biên thì các anh hạ cũng 4 ngày thì phải, 4 ngày 5 ngày mới xong. Thì ở trong dịp biên thì nó dễ, không có luồng tàu thuyền qua lại ở bên, còn ngay cái này là ngay giữa sông. Hiện tại là bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi buổi sáng, các anh công nhân, kỹ sư của các đơn vị đang tập trung làm việc rất là đông ở trên mặt cầu. Sáng sớm thì mình thấy là có một cái xe tải chở xi măng lên rất là nhiều để các anh trộn làm việc bơm vữa rồi đó cả nhà. Đứng ngay tại vị trí này thì mình thấy là cái trụ T16 và T15 rất là gõ luôn. Thì cách nhau khoảng hơn 200m tí thôi. Hai trụ chính của cầu Mỹ Thuận 2. Đây là cây cầu dây văng lớn nhất do các kỹ sư của Việt Nam thiết kế và thi công. Ở miền Tây hiện tại thì cái bệ trụ này là cái bệ trụ lớn nhất trong các cây cầu ở miền Tây luôn cả nhà. Và có một cái thiết kế cũng rất là hay ngay tại vị trí này. Trên cái bệ trụ thì có một cái dầm ngang nữa, rồi bắt đầu là hai cái thân trụ mới lên, giúp cho cái thân trụ được cứng cáp hơn và nhìn nó kiên cố, nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Ngay tại vì cái bệ trụ này là lúc khoan cọc khoan nhồi bơm bê tông đó, thì có anh bơm 4.000 mấy, gần 5.000 mét khối bê tông vào cái bệ trụ này. Rất khủng khiếp.
Đường kính ống vách là 2,5 m nha. Còn ở cầu Rạch Miễu 2 thì đường kính ống vách chỉ có 2 m thôi. Và tất cả các việc bơm bê tông ở cầu Mỹ Thuận 2 và cầu Rạch Miễu 2 thì đều do đơn vị bê tông đường thủy cung cấp bê tông, một cái đơn vị rất là uy tín. Và hiện tại thì chỉ có đơn vị bơm bê tông đường thủy là đơn vị đi đầu trong cái trạm trộn bê tông tự động nâng hạ và tự hành di chuyển trên đường thủy, rất là thuận lợi, thì các anh đẩy nhanh được tiến độ và chất lượng bê tông rất là đảm bảo. Thay vì bê tông mình chạy trên bờ xe bồn này kia, mình chạy trên đưa vận chuyển bằng những cái xe bồn, còn cái này thì các anh trộn trực tiếp phía bên dưới xà lan, cát đá xi măng tất cả mọi thứ ở trên xà lan sẵn hết, rồi bắt đầu là các anh chỉ trộn xong là bơm lên liền luôn, nên là chất lượng bê tông rất là ok. Quý vị khán giả xem ha, nước chảy rất là xiết ngay chỗ này nè, nước nó xáy nó xuyết nữa ha, ngay ngã ba mà. Phía bên này thì các anh đang thi công lan can chỗ mà gác dầm nè, do đơn vị Định An thi công cái phần lan can ở đây, bê tông đút sẵn hết rồi thì các anh bắt đầu cẩu lắp vào. Còn phía bên dưới thì các anh đang thi công bờ kè, đổ đá, gia cố bờ sông. Các anh bơm hết nước ra rồi bắt đầu các anh đổ bê tông. Đổ bê tông xong hình như là đổ đá 04 rồi bắt đầu đổ đá 57. Đây là cái hạng mục gia cố bờ sông. Các anh vẫn đang tiếp tục thi công bờ kè dài dài qua bên kia ha. Bên đây là cái cẩu nè, cái cẩu này đang cuốc đá qua nè, đá 57. Đây quý vị khán giả xem nè, cái xà lan này mà nước nó đẩy ha, tuốt bên dưới luôn rồi, mà bây giờ nước nó chảy rất là xiết, mà bây giờ chạy hoài nó không lên nè, ga có đèn hết rồi. Nước này bây giờ vừa ròng thôi chứ mà ngay cái nước cạn là nó sẽ chảy còn hơn nữa ha. Hôm nay đã là những ngày cuối tháng 10 rồi, nên là các đơn vị thi công, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ để mà kịp hoàn thành dự án vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Lúc đó là sẽ khánh thành và thông xe luôn. Sắp tới còn rất là nhiều cái công việc. Ngay tại vị trí này thì các anh sẽ tháo gỡ cái gối đỏ này ra nè, đục ra, rồi lắp hệ thống thoát nước, lan can hai bên, giải phân cách ở giữa, rồi hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống biển báo an toàn giao thông, rồi thảm nhựa, sơn kẽ đường. Còn rất là nhiều cái công việc khi mà hoàn thiện đó nha ơi. Mà trước mắt là công tác chuẩn bị cho cái quá trình hạ xe đúc. Miền Tây sông nước hữu tình nè cả nhà. Nước bây giờ là đang mùa nước nổi nha, nên là buổi sáng nước lớn là nó tràn lên bờ luôn. Ở đây là những cái ghe tàu cá đây. Các anh nuôi cá trên này nè, rồi bắt đầu đi bán ghe chở cá. Chở ra cảng thì bắt đầu là ở cảng này có những cái thương lái bắt đầu là mua cá, bắt đầu là các anh gánh cá lên những cái xe có oxy. Thấy là xe đúc của đơn vị Trung Nam đã nối những cái thanh bao rất là dài rồi,
có thể là trong hôm nay là các anh hạ luôn quá. Mình đang đứng ở trên xà lan á, nên là nhiều khi nó có hơi nước nó chảy rồi xà lan nó đưa qua đi lại nó hơi rung lắc một tí, mong các anh mình thông cảm nha. Đó là những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 sáng ngày hôm nay 21 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi video của mình hôm nay. Chúc tất cả quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và chúc các anh công nhân kỹ sư thật nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nha. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Rồi, hẹn cả nhà một video tiếp theo nha. Bye bye.